Xin kính chào toàn thể các bác. Hiện tại em đang có mấy cái hàng này giá vô cùng hợp lý cho toàn thể các bác. Đây là một số đơn của các bác khách và anh em đã đặt. Thì những cái đơn này là gồm có là một đơn này là đơn lẻ này, 1, 2, 3, 4 cái này là thợ, và hai chiếc này cũng là thợ nữa. Những cái này thì bên em đang bán lẻ với mức giá là 2,3 triệu một chiếc xúc điện 30 mạch trắng. Của mạch này thì rất là khỏe. Và đây là cái bát 30 màng không chỉ độ. Đấy. Màng được quét cái lớp keo gọi là chống nước luôn. Bát 30 thì chống nước luôn. 2,3 triệu. Đấy nhá. Tiếp theo là củ nắp bass. Con này thì bass từ 14 con 51. Bây giờ em sẽ bóc ra cho các bác cùng xem. Con bass này thì em bán với các bác giá vô cùng hợp lý, cực kỳ hợp lý, và lại còn cam kết là không rẻ nhì thì cũng rẻ gần nhất. Đây là cái củ bát. Đấy, bát 30 màng khâu chỉ đỏ. Còn các bác thắc mắc tại sao cái bát 30 con này nó ghi là có 20 với kép 8 ôm, thì ghi đây là ghi theo kiểu trốn thuế. Thực tế thì con này nó là vào 150W khởi chạy, công suất chương trình là 300W. Đấy nha, 150W khởi chạy, công suất chương trình 300W. Bát này ngày trước thì giá nó đâu đó nó khoảng tầm là 650 một quả. Thì bây giờ hôm nay em bán cho các bác giá nó xuân yêu thương hơn tí. Em nói rồi nhé, cái HQ này nó ghi là 20W 8 ôm, này ghi này là ghi theo kiểu là trốn thuế. Côn 51 mà có 20W thì không anh em nào tin cả, mà nhất là còn loa nằm súp, không tin được. Đấy, ghi theo kiểu trốn thuế thôi. HQ nhá. Còn bát của Phúc Thịnh thì đắt hơn. Bát Phúc Thịnh nó đắt hơn, nó chất hơn và công suất cũng lớn hơn. Đấy. Đây là HQ. Bát này thì bên em đang bán là 500 một chiếc. Đấy, 500 một chiếc. Còn ship hay không thì cộng thêm 50, 550. Đấy, giá hợp lý chưa? Đấy. Cam kết rẻ nhất nhá. Và các bác nào có thắc mắc hỏi cái mạch xúc này thì em báo luôn ấy. Mạch này là bên em bán là 1,350 triệu. 1,350 triệu một cái và bao ship, hỗ trợ bảo hành cho các bác 6 tháng. Còn bán xong mà hết trách nhiệm thì giá này chỉ có 1 triệu. Bán xong là hết trách nhiệm. Tức là bán xong về các bác đấu vào nó khói luôn đấy, việc của các bác. Còn bán là 1,350 triệu là bán nhưng hỗ trợ cho các bác là 6 tháng bảo hành. Nó có hiện tượng nào nếu mà các bác về, các bác cắm điện áp sai, sai điện áp mà nó dẫn đến hiện tượng là cháy biến áp nguồn thì em không hỗ trợ bảo hành. Em chỉ hỗ trợ bảo hành cho các bác là cái bên công suất và cái mạch xử lý tín hiệu. Ngoại trừ biến áp nguồn ra thì em nhận hết. Còn riêng với cái phần biến áp nguồn, nếu mà các bác về cắm mà biến áp nguồn nó không vào điện ấy, thì các bác gửi về em bảo hành hoặc em đổi cho các bác cái mạch khác. Nó nhanh là thế. Bên em nói luôn nhá. Và vì bên cung cấp thì họ cũng nói luôn là cứ không cháy biến áp là được, kiểu gì cũng được. Bên cung cấp thì họ nói thế. Đây là cái model 797. Em thì có nhiều hàng hay để quay cho các bác xem lắm, nhưng mà một số hàng thì em không dám quay. Có hàng không quay, kể cả bày sẵn rồi không quay. Đấy. Với con này thì giá này chỉ có 2,3 triệu. 2,3 triệu thôi nhá. Giá rất hợp lý rồi. Đấy. 2,3 triệu nó cũng chưa ship đâu nhá. Ship là cộng thêm 200.000 nữa, 200 đến 300 nữa. Bởi vì giá trên ấy là em tính cả vào cái chi phí bảo hành rồi. Chứ còn bán thẳng cho các bác, em bán bao ship cho các bác 2,3 triệu không bảo hành. Đây là nói luôn, không hỗ trợ bảo hành, không hỗ trợ có trách nhiệm với sản phẩm. Đọc luôn hai mức giá để các bác tham khảo. Chứ nhiều các bác vẫn kêu em bán đắt. Bán rẻ chứ cho, con mạch này không phải là cái loại mạch rẻ tiền đâu. Còn cái loại súp mà các bác mua ở trên thị trường mà có 1,1 triệu, 1,2 triệu ấy, không bao giờ được như này đâu. Con này đánh nó mạnh lắm, mà đánh nó ra được cái nhịp bát của nó rất là êm, gần như là hay nhất trong các đời loa subwoofer. Bát 30 thì gần như cái dòng này là tiếng súp, tiếng bát của nó đánh rất là mềm, cực kỳ êm và sâu. Đấy. Bát 30 gần cao su màng khâu chỉ đỏ, giá vô cùng hợp lý, cực kỳ hợp lý cho toàn thể các bác và anh em. Đấy luôn nhá. Đấy. Đây là bát của mạch thì em không quay nữa đâu. Bát này là bát Việt Nam. Các bác không phải thắc mắc nhé, bát Việt Nam. Em còn nhiều cái hàng
nhiều cái hàng hay để thanh lý cho các bác nữa, nhưng mà chắc là trong vài clip lần sau nhé. Ok, các bác nào quan tâm đến sản phẩm gì thì alo trực tiếp nhé. Thực tế thì cái mẫu bát này này với cái mạch này này áp dụng vào tất cả các mẫu 30, và sắp tới thì em cũng sẽ gọi là có ráp hoàn chỉnh lên để các bác cùng xem là ưng cái nào thì làm cái đó. Còn riêng hàng rẻ thì em không làm, mạch thì em chỉ có làm loại này thôi. Loại này nó có hai màu, một là màu trắng phanh nhôm, hai là phanh nhôm nhưng màu nó kiểu vàng chanh đấy, hai là phanh nhôm thì kiểu vàng chanh. Thì là cái mạch này thì em tự tin luôn các bác là đánh rất là hay và công suất nó khỏe, nó không phập phò, kể cả các bác vặn max volume lên nó không phập phò. Thế còn cái loại rẻ tiền các bác cắm vào vặn max volume lên nó phò ủi nghe khó chịu lắm thôi đấy. Và đây nha, con này bát này này là bên đơn vị sản xuất ấy họ cũng làm cẩn thận luôn, là có dán sẵn cái dòng bút này, em tưởng không dán dòng bút cơ. Lúc sau vặn ốc vừa rồi bắt đầu ra tháo cái bát nữa ra xem nó có dán dòng bút không, thì thấy là có dán dòng bút, thế là ăn may rồi. Chứ không nhiều con về nó hàng điêu, nó không có dán cái dòng bút này này, xong nó lắp vào cái khe ốc này các cái nó hơi vênh vênh tí, nó hở hơi ra nghe khó chịu lắm đấy. Ok nhá, các bạn nào quan tâm thì hãy trực tiếp. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.